Chào bạn Ngô Hiếu Kính, xin chào anh Nguyễn Quốc Sơn, chào anh Vũ Lê, chào bạn Phú Nguyễn. Xin các anh chị phản hồi giúp là có nghe rõ không ạ? Hôm nay mình nói về hồ sơ tội ác của chủ nghĩa khủng bố, thì đương nhiên là cái nội dung này rất nhiều, rất dài. Chào anh Nguyễn Ngọc Thuận. Bạn Ngô Hiếu Kính nghe rõ không bạn? Chào bạn Nguyễn Việt, Nguyễn Bá Việt. Chào bạn Phương Nguyễn. Rồi, chào bạn Đỗ Khanh. Dạ, chào anh Minh Hải Trần. Dạ, nghe rõ. Nguyễn bạn Ngọc Thuận. Rồi, ok. Cảm ơn bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, nếu mà âm thanh đã tốt rồi thì mình lấy tai nghe ra. Mình sẽ bắt đầu luôn. Dạ, xin chào Nguyễn Việt Nam. Xin chào Minh Minh Lê. Dạ, xin chào Mộc Tiên Sinh. Dạ, cảm ơn anh Vũ Lê. Chào bạn Nhã Linh. Chào anh Đỗ Phi Trường. Chào Elan Nguyễn. Chào bạn Trương Tấn Thành. À, bạn 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 nói là bạn rồi, chào bạn Phước. Rồi, chào chào bạn Đề Thám, chào Vinh Vinh Lê, chào Nghĩa Nguyễn. Chào Trần Xuân Thắng. Chào bạn Đức Phạm. Rồi, mình vào chủ đề luôn. Hôm nay mình có thông báo là mình nói là bữa nay mình dạy 10 lúc 22 giờ mình sẽ dạy cái môn gọi là xác suất thống kê, giải bài tập phần 1 2 4. Tuy nhiên là mình bất ngờ thay đổi kế hoạch chút xíu, thì hôm nay mình nói về cái hồ sơ tội ác của cái chủ nghĩa khủng bố. Cái nội dung này rất dài, nó có nhiều phần lắm, thì hôm nay mình nói về cái phần thứ nhất, phần đầu tiên. Nó có rất là nhiều nhiều chục tập. Thì đây là phần đầu tiên. Thì tại sao mình đổi kế hoạch như vậy? Để cho cái bọn gọi là cái bọn gọi là lực lượng tử tử vong và thất bại á, cái lực lượng tử vong và thất bại, tử là bốn mà thất bại thất là bảy. Cái đám lực lượng này nó khỏi biết, nó khỏi vô, nó rình, tại nó nghe giải toán thì nó không có mò vô. Thì trước khi chúng ta nói về cái nội dung chính của cái hồ sơ tội ác của cái đám khỉ đít đỏ, khỉ khủng bố này đó, thì chúng ta sẽ có một số cái khái niệm, một số cái quy ước trước. Đó là cái câu chuyện này chủ yếu nó xảy ra ở cái đất nước hình cái xô. À, xin nhắc lại là nó xảy ra chủ yếu ở đất nước hình cái xô. Thì ở cái đất nước hình cái xô này nó có một cái con khỉ chúa tể, tên là con khỉ Lê Khỉ Chúa Tể. Và sau khi Lê Khỉ Chúa Tể bị chết, thì đàn em của Lê Khỉ Chúa Tể là Star Khỉ Chúa Tể. Thì cái thằng Star Khỉ Chúa Tể thì nó lên nó cầm đầu và nó thay cho Lê Khỉ Chúa Tể. Đương nhiên Star Khỉ Chúa Tể này nó lên và nó triệt hạ hết đàn em của Lê Khỉ Chúa Tể, và nó cũng thành một con khỉ chúa tể. Đó. Như vậy thì tại đất nước hình cái xô thì cái đám độc tài khủng bố là nó là đều là cái đám khỉ hết. Đó. Đám khỉ. Rồi, các anh chị nghe, các anh chị nhìn thấy chữ có rõ không? Chắc là cũng không không rõ lắm. Bữa nay mình chuẩn bị cái bài này thì mình để chữ nó cũng hơi hơi nhỏ nên thôi, thì các anh chị nghe là chính. Còn cái chữ chắc là hơi khó đọc. Thì đó là ở quốc gia hình cái xô ha. Và ở quốc gia tiếp theo đó là cái quốc gia hình đầu bò. Thì quốc gia hình đầu bò nó cũng có một cái con khỉ chúa tể và nó tên là Mao Khỉ Chúa Tể. À, tương tự như vậy ở đất nước hình con dồi, đất nước hình con dồi vậy các bạn, thì cái con khỉ chúa tể này nó họ Kim và người ta gọi nó là Kim Khỉ Chúa Tể. Tương tự như vậy thì ở cái đất nước hình Liên Ga, tại mình nói Liên Ga cho nó lịch sự chứ đúng ra là cái đất nước hình Dương Vật. Thì ở cái đất nước hình Dương Vật á thì sau này mình sẽ nói là đất nước hình Liên Ga cho nó lịch sự,
thì nó cũng có một cái con khỉ chúa tể gọi là con khỉ là phi đen khỉ chúa tể. Và một cái đất nước nữa rất là quan trọng đó là đất nước hình con giun. Thì đất nước này là nó cũng có là bả chó khỉ chúa tể. Và chúng ta quy ước thêm một số khái niệm nữa, đó là cái con khỉ đít đỏ, tức là những cái con khỉ đít đỏ là những cái con khỉ này nó đi theo cái băng đảng của khủng bố. Và những con khỉ đít đỏ này nó tự xưng nó là hồng quân, nó hồng quân. Ví dụ như là khỉ, cái bọn khỉ đít đỏ ở đất nước hình Cái Sô thì nó gọi là hồng quân Cái Sô, còn khỉ đít đỏ ở đất nước hình Đầu Bò thì gọi là hồng quân Đầu Bò. Và khỉ đít đỏ ở đất nước hình con dồi thì gọi là hồng quân con dồi. Khỉ chúa tể các bạn, khỉ chúa tể thì nó không tự nhận nó là khỉ chúa tể đâu, nó tự nhận nó là tủ lạnh. Ví dụ như là tủ lạnh Mao, nó xưng nó là tủ lạnh Mao, thật sự nó là Mao khỉ chúa tể. Hoặc là tủ lạnh Lê hay tủ lạnh Star, thì thật sự là không phải tủ lạnh đâu mà là khỉ, khỉ chúa tể. Và cấp dưới của cái đám khỉ chúa tể này thì nó có một cái lũ gọi là cái lũ khỉ cầm đầu. Và khỉ cầm đầu thì nó không tự nhận nó là khỉ cầm đầu, tức là nó để che giấu đi cái thân phận khỉ cầm đầu của nó, thì nó nói nó là khỉ lãnh đạo, nó tự xưng nó là lãnh đạo, nó là nhà lãnh đạo, người lãnh đạo, nhưng mà thật sự nó là khỉ cầm đầu. Còn cái thằng cai tù, cái thằng cai tù thì nó tự xưng nó là cán bộ quản giáo, cán bộ, nhưng mà thật sự nó là khỉ khỉ cai tù thôi. Và một khái niệm nữa đó là cái trong cái trại tập trung, cái trại tập trung thì nó tự nhận nó là trại cải tạo. Đó là mình đi qua một số cái khái niệm. Bây giờ mình nói vào cái nội dung chính. Chắc là bạn Nhã Linh thì nếu mà bạn không nghe thì nếu bạn không nghe thì có thể là bạn bạn đừng có tham gia nữa nha, bạn Nhã Linh nè, bạn bạn nghe bạn đừng tham gia nữa. Rồi mình xin nói về cái nội dung chính, đó là những cái tội ác của khỉ đít đỏ cùng với lại cái chủ nghĩa khủng bố của nó. Đó là cái chủ nghĩa khủng bố đó các bạn, nó là một cái hiện tượng lớn của thế kỷ 20, và nó bắt đầu từ năm 1914 và kết thúc vào năm 1991. Tức là năm 1991 thì ở cái quốc gia hành Cái Sô, cái chủ nghĩa khủng bố này nó đã sụp đổ, và loài người đã nhận ra cái bản chất độc ác của cái chủ nghĩa khủng bố này, và người ta vứt cái chủ nghĩa này vào sọt rác. Chủ nghĩa khủng bố ra đời trước cả cái chủ nghĩa quốc xã các bạn, nó ra đời trước chủ nghĩa quốc xã. Và cái chủ nghĩa quốc xã thì thật sự là nó tên nó là chủ nghĩa quốc gia xã hội, và gọi tắt là quốc xã. Chủ nghĩa khủng bố thì nó sống lâu hơn cái chủ nghĩa quốc xã đó, bởi vì nó khốn nạn hơn cái chủ nghĩa quốc xã cho nên nó sống lâu hơn. Còn chủ nghĩa quốc xã thì cái sự điếm thúi của chủ nghĩa quốc xã nó không bằng nó không bằng cái chủ nghĩa khủng bố đó. Cho nên là chủ nghĩa khủng bố do nó điếm thúi hơn cho nên nó tồn tại lâu hơn. Cũng giống như các bạn hình dung là trong cái cuộc chiến thì cái thằng điếm thúi là một cái thằng là nó sẽ thắng, thằng điếm thúi nó sẽ thắng trong một cái cuộc chiến tranh điếm thúi. Chúng ta ví dụ như là giữa bả chó và tổng thống Diệm đó, thì là tổng thống Diệm là không không có điếm thúi đó, cho nên là bả chó nó điếm thúi hơn thì nó cuối cùng là nó đã thắng, đương nhiên thắng trong sự điếm thúi nha. Hoặc là bả chó nó đã tuyên truyền và cuối cùng nó đã nó làm cho nó ép được vua Đại cũng như là thủ tướng Kim phải từ chức để mà nó lên nó cầm đầu, nhưng mà nó tự xưng nó là lãnh đạo mà thật ra nó cầm đầu đó. Thì thằng nào điếm thúi nhất thì thằng đó nó thắng. Và trong cái quyển Đường Về Nô Lệ của tác giả Hay Ác,
Thì ông ta cũng nói rằng là cái thằng trong cái chủ nghĩa khủng bố các bạn, thằng nào nó điếm thúi nhất, nó khốn nạn nhất, nó sẽ leo cao nhất. Vậy vì nó quá điếm thúi đi, nó quá điếm thúi cho nên là nó đủ cái sự tàn ác cần thiết để mà nó giết tất cả những cái đối thủ, nó giết tất cả những kẻ thù của nó. Đó. Ví dụ như là thằng bả chó nó đi triệt hạ là con giun quốc dân đảng, nó giết hết, rồi nó tiêu diệt cái Phật giáo hòa hảo, nó thằng bả chó đó các bạn. Tại vì nó đủ tàn ác, nó đủ khốn nạn, nó đủ súc vật để mà nó đi triệt hạ tất cả các đối thủ của nó. Như vậy tóm lại là cái chủ nghĩa khủng bố nó sống lâu hơn cái chủ nghĩa quốc xã, bởi vì nó điếm thúi hơn chủ nghĩa quốc xã. Và cái chủ nghĩa khủng bố này nó lan rộng ra khắp năm châu. Bọn khỉ đít đỏ đã tổ chức khủng bố, tổ chức đàn áp, kiểm soát biên giới, kiểm soát các phương tiện truyền thông, bắt giam và cho lưu đày các thành phần đối lập. Thì cái thằng trùm khủng bố là các cái tên như là Lê Khỉ Chúa Tể, Sa Khỉ Chúa Tể của cái quốc gia hình Cái Xô, rồi Mao Khỉ Chúa Tể ở quốc gia hình Đầu Bò, Kim Khỉ Chúa Tể ở quốc gia hình Con Dòi, và Bả Chó Khỉ Chúa Tể ở quốc gia hình Con Giun. Và một tên nữa đó là cái thằng Phi Đen Khỉ Chúa Tể ở quốc gia hình Liên Ga, quốc gia hình Liên Ga. Bạn Vic là chị Vic, Vicky Trần nói là mình hơi ốm. Dạ đúng rồi, dạo này giảm 8 kg so với trước, so với cách này là khoảng 2 tháng thì giảm 8 kg, cho nên là hơi ốm. Trước hết là cái tội ác về văn hóa của các cái quốc gia bị cái con khỉ đít đỏ đó bạn, con khỉ đít đỏ khủng bố nó thống trị, thì về văn hóa thì nó đã làm tiêu tan, coi như là nó hủy diệt văn hóa của các cái quốc gia mà bị khủng bố nó cai trị, hủy diệt văn hóa. Ví dụ như là ở quốc gia hình Con Giun thì cũng đã từng xảy ra là đốt sách, nó cũng giống y như là ở cái quốc gia mà ngày xưa có cái thằng mà thằng súc vật, thôi không tiện nói tên, nhưng mà thằng súc vật ở quốc gia hình Đầu Bò xưa nó đem ra nó đốt hết, đốt sách. Rồi thì cái thằng Sa Khỉ Chúa Tể nó đã ra lệnh phá bỏ hàng trăm giáo đường của các cái tôn giáo tại cái quốc gia hình Cái Xô. Pol Pot đã cho tháo gỡ từng viên gạch của thành phố Nam Phan, thủ đô của nước Cao Nguyên. Trong cuộc cách mạng văn hóa thì khỉ đít đỏ, đương nhiên khỉ đít đỏ nó tự xưng nó là Hồng Vệ Binh, khỉ đít đỏ của Mao Khỉ Chúa Tể, đã phá hủy vô số kho tàng văn hóa vô giá của nhân dân ở quốc gia hình Đầu Bò. Ở đây thì chỉ nêu ra tội ác của một số người được coi là linh hồn của cái chủ nghĩa khủng bố, linh hồn của những cái vụ tàn sát. Thì mình chỉ nêu ra một số tội ác của những cái tên này thôi, chứ thật sự ra là tội ác của cái chủ nghĩa khủng bố này nó nhiều kinh khủng khiếp lắm mà không thể nào kể hết được. Và cái chương trình mà vạch trần cái hồ sơ tội ác của chủ nghĩa khủng bố thì nó có rất là nhiều tập, hàng mấy chục tập. Thì hôm nay mình nói về tập 1. Đương nhiên là cái lực lượng tử vong và thất bại nó rất là tức tối, và nó đang rình rập để mà nó phá. Rồi bạn Mạnh Cường nói là lo bịa chuyện nhiều quá đến nỗi ốm luôn. Rồi bạn Mạnh Cường này quá khen, quá khen rồi các bạn ha. Và thấy bạn để cờ máu què lên là biết là bạn thuộc cái thành phần nào rồi ha. Dạ cảm ơn bạn Minh Trần. Bạn Minh Trần comment cái thằng đó là đúng rồi đó, cái thằng quỷ này nó đã tiêu diệt văn hóa của nhân dân ở quốc gia hình Đầu Bò. Bạn Đỗ Khanh nói sao sụt cân nhiều thế? Sụt cân nhiều là do tập sướng ngủ tươi trẻ cho nên nó sụt cân. Tiếp tục là tùy theo mỗi cái chế độ và các cái phương tiện khủng bố được thi hành dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Thí dụ như là cái lũ khủng bố khỉ đít đỏ này, thì khỉ đít đỏ thì trong đó có cái bạn nào, bạn Mạnh Cường cũng là thuộc thành phần này nè. Tại vì là rõ ràng là bạn để cờ máu què lên, cờ máu què lên là biết bạn thuộc cái thành phần gọi là lực lượng tử vong và thất bại. Thì cái bọn khỉ đít đỏ này nó đã xử bắn, treo cổ, nhận chìm trong nước, đánh bằng gậy gộc, dùng chất khí độc cho
cho đó cho chết đói, bỏ đói thì chết, đưa đưa đi lưu đày, gây ra tai nạn trong lúc đưa đi lưu đày, tức nghĩa là giả bộ đưa người ta đi lưu đày rồi cố tình gây ra tai nạn để mà thủ tiêu. Bắt đi bộ trên các quảng trường, quãng đường dài hàng trăm cây số, lao động khổ sai đến kiệt sức. Nào, bạn Mạnh Cường bạn để ý nha, bạn nhìn thấy đi, đây là tội ác của cái chủ nghĩa khủng bố. Bạn vẫn tiếp tục bạn bưng bô cho tà quyền độc tài xúc vật, thì bạn không còn là con người nữa, bạn không còn lương tâm nữa. Sau đây là con số nạn nhân đã bị băng đảng cướp sản, khỉ đất đỏ khủng bố và giết chết. Đầu tiên là ở quốc gia hình đầu bò, 65 triệu người, 65 triệu người chết, bạn thấy khủng khiếp chưa? Nạn nhân của cái chủ nghĩa khủng bố ở quốc gia hình đầu bò, bạn thấy khủng khiếp chưa? Cái kẻ chủ mưu là mao khỉ chúa tể của bạn đó, con mao khỉ chúa tể, một con quỷ đội lốt người. Và tiếp tục là ở quốc gia hình cái xô là 20 triệu người, và kẻ chủ mưu là lê khỉ chúa tể và star khỉ chúa tể. Tại quốc gia hình con dòi có 2 triệu người, 2 triệu nạn nhân của kim khỉ chúa tể, khủng khiếp chưa? Và tại nước Cao Miên dưới sự chủ mưu của Pol Pot, 2 triệu người đã chết. Và tại Phi Châu 1,7 triệu người chết. Tại Afghanistan 1,5 triệu người chết. Và ở Đông Âu, ở Đông Âu dưới sự giật dây của quốc gia hình cái xô, của băng đảng cướp sản ở quốc gia hình cái xô do Lê Khỉ Chúa Tể và Sa Khỉ Chúa Tể cầm đầu, thì hai con khỉ khốn nạn này nó đã giật dây và nó đã yểm trợ cho cái băng đảng khỉ khỉ đất đỏ ở gọi là Đông Âu. Và cuối cùng là 1 triệu người ở Đông Âu đã chết. Nguyên một cái Đông Âu nó như vậy, Đông Âu nó có rất nhiều quốc gia các bạn, vậy mà 1 triệu người chết, mà đặc biệt chỉ tại quốc gia hình con giun thôi, nhỏ xíu bằng cái bóng tay, tại quốc gia hình con giun nhỏ xíu bằng cái bóng tay thôi, mà số người chết ở quốc gia hình con giun dưới sự cầm đầu, dưới sự chủ mưu của bả chó khỉ chúa tể, chết 1 triệu người. Đó là chết trực tiếp nha các bạn, chết 1 triệu người ở quốc gia hình con giun bằng số nạn nhân ở các quốc gia Đông Âu cộng lại, bạn thấy khủng khiếp chưa? Như vậy bạn còn tôn sùng bả chó khỉ chúa tể của bạn hay không hả? Bạn gì đây, bạn Mạnh Cường, bạn còn tôn sùng cái con khỉ chúa tể của bạn nữa hay không? Sao bạn không chịu tỉnh ngộ đi? Dạ kính chào bạn Quách Tỉnh, chào bạn, chào anh Long Đỗ. Rồi, và ở quốc gia hình Liên Ga thì có 150.000 người nạn nhân đã chết dưới cái sự chủ mưu của phi đen khỉ chúa tể. Ở đây mình đang nói là cái con số này là cái con số này là chỉ là cái con số tối thiểu thôi các bạn, bởi vì còn những nạn nhân nữa mà người ta chưa thống kê được. Thì cụ thể quốc gia hình con giun nó không phải 1 triệu đâu, cái số liệu này là người ta chỉ ước đoán thấp nhất mà thôi, vì người ta thống kê được, người ta biết chính xác được. Ngoài ra có những nạn nhân người ta chưa biết chính xác, người ta chưa ghi vào. Thì cái con số ở quốc gia hình con giun nó là 4 triệu người các bạn, 4 triệu người, trong đó 2 triệu người là 2 triệu cái con khỉ đít đỏ ngu sửng đi theo cái tà thuyết quỷ đỏ của cái băng khủng bố, băng đảng cướp sản dưới sự cầm đầu của bả chó khỉ chúa tể. 2 triệu người đó là trẻ em và đàn bà ăn phải bùa mê thuốc lú của bả chó khỉ chúa tể để mà xông ra chiến trường. Chiến trường đó cầm tầm vong vạt nhọn gậy gộc, ai có cuốc dùng cuốc, ai có giáo mát lưỡi lê búa liềm cầm ra xông ra, do là phải ăn phải bả cức của bả chó khỉ chúa tể, cho nên nó xông ra chiến trường một cách ngu sửng, và cuối cùng là chết 2 triệu người trong các cái cuộc mà chiến tranh cướp phá do bả chó khỉ chúa tể phát động. Rồi trong đó có những người bị chết đói là do cái sự chủ mưu của bả chó khỉ chúa tể, trong cái nội dung gọi là phơi bày cái hồ sơ tội ác của băng đảng cướp sản, băng đảng gọi là khủng bố đỏ, thì mình sẽ phân tích cái nguyên nhân tại sao nó có những cái nạn đói, là tại vì do những cái con khỉ chúa tể, những con khỉ cầm đầu này nó cố tình gây ra, chứ không phải là nó đổ thừa cho Nhật, nó đổ thừa cho Pháp,
Mà thực sự đó chính là cái âm mưu của những cái con khỉ chúa tể. Đó. Rồi, nó có là gì? Nó có những hàng hàng 500 ngàn người các bạn, 500 ngàn người đang nói là ở cái quốc gia hình con giun đó, 500 ngàn người gọi là con giun Cộng Hòa, con giun Cộng Hòa 500 ngàn người đã chết một cách vô tội bởi vì cái sự phát động chiến tranh phi nghĩa của bả cho khỉ chúa tể. Đó. Đồng thời đó là người Mỹ họ cũng chết 50.000 người, 50.000 người để mà qua họ yểm trợ cho quốc gia hình con giun tiêu diệt băng đảng quỷ đỏ. Nhưng mà cuối cùng là Mỹ mặc dù đổ 200 tỷ đô la cũng như là đem 50.000 quân qua nhưng mà cũng không thể nào tiêu diệt nổi cái sự ngu dốt của những cái người dân ở quốc gia hình con giun khi mà họ đi theo băng đảng quỷ đỏ xuất nhập. Đó. Họ tưởng rằng họ nghe theo những cái lời tiên truyền đường mật của bả chó khỉ chúa tể cho nên họ đi theo. Người ta nói rằng là không có cái kẻ thù nào đáng sợ bằng cái sự ngu dốt của con người. Và những cái người dân ngây thơ họ tưởng đâu rằng là cái khẩu hiệu của bả chó khỉ chúa tể độc lập tự do hạnh phúc. Đó. Họ tưởng như vậy, họ tưởng đó là sự thật và họ đi theo. Và cuối cùng các bạn, cuối cùng là đã gây đau thương tan tóc cho nhân dân ở quốc gia hình con giun. Đó là như vậy. Rồi, tổng số người chết do khủng bố khỉ đít đỏ nó gây ra. Là khủng bố khỉ đít đỏ đó các bạn, nó sát hại. Đó. Lên đến cái con số tổng cộng là hơn 100 triệu người. Bạn thấy khủng khiếp chưa? Trong khi nó lên án cái chủ nghĩa quốc xã của Hitler, Hitler. Đó. Mà trong khi Hitler đó là cái số nạn nhân của Hitler là không bằng 1 phần 10. Không bằng 1 phần 10 số nạn nhân của là cái băng đảng cướp sản khủng bố khỉ đít đỏ. Đó. Nó nhân danh nó chửi người ta để nó nói rằng nó có chính nghĩa khi mà nó chửi người khác, đó là cái âm mưu xúc vật của nó. Nếu mà tính theo cái tỷ lệ thời gian ha thì Pol Pot tức là gì, tức là khỉ đít đỏ Pol Pot, băng đảng cướp sản Pol Pot đã đứng đầu về gây tội ác. Đó. Và cái thằng bả chó khỉ chúa tể nó nhân danh là nó đi tiêu diệt Pol Pot, nó nhân danh nó tiêu diệt Pol Pot mà thật sự ra là nó đang phát động một cuộc chiến tranh xâm lược Cao Nguyên. Đó. Bởi vì trong cái bức thư mà nó gửi cho Pháp, nó ký tên rằng nó là chủ tịch của nước Cộng Hòa, nước Cộng Hòa Đông Dương. Đó. Nó ký tên là vậy, nó không có ký tên nó là chủ tịch nước. Đó. Là con giun dân chủ Cộng Hòa mà nó ký tên nó là chủ tịch của nước Cộng Hòa Đông Dương, có phải là tham vọng của nó là bành trướng hay không, đi xâm lược hay không. Đó. Nó vẫn mặc nè. Cho nên sao, cho nên là sau này á là cái thằng quốc gia hình đầu bò nó qua nó giả cho một bạt tai cho mày tỉnh, mày điên quá mày tưởng mày ngon, giả trong bàn tay. Đó là như vậy. Cho nên thực sự ra sao, thực sự là băng đảng cướp sản khỉ khủng bố nó tiêu diệt nhau mà thôi chứ không phải là nó qua yểm trợ nước bạn để mà tiêu diệt diệt chủng Pol Pot xạo cũng là băng đảng của chúng bay. Rồi trong vòng 3 năm thì Pol Pot đã tiêu diệt một cái phần tư. À, 3 năm thôi các bạn. Tức là thằng Pol Pot này nó là vô địch về là về vấn đề là tốc độ giết người. Về tốc độ giết giết nhanh, tức là thí dụ như là Mao Khỉ Chúa Tể là nó giết 65 triệu người. Đó, là nó là kinh hoàng thiên địa nhất trong cái lịch sử loài người. Đó, gọi là cái tên đồ tể khát máu nhất trong lịch sử nhân loại từ cổ chí kim, đó là thằng Mao Khỉ Chúa Tể.
một tên đồ tể. Thì Pol Pot nó cũng đồ tể, mặc dù nó giết ít hơn à, nó giết ít hơn các bạn, giết bao nhiêu, nó giết 2 triệu người, nhưng mà nó giết trong một thời gian rất là ngắn, trong 3 năm thôi nó đã giết được 1/4 dân số của dân tộc Miên. Rồi Mao Khỉ Chúa Tể thì đã gây ra một cái tội ác trầm trọng trong cái cuộc cách mạng văn hóa. Bàn tay của Lê Khỉ Chúa Tể và Sa Khỉ Chúa Tể đẫm máu vì cái logic tư tưởng của mình. Tại tòa án Nam Bợt vào năm 1945, các kẻ cầm đầu Đức Quốc xã đã bị kết án về tội diệt chủng trong chiến tranh thế giới thứ hai, căn cứ vào điều 6 của tòa án quốc tế. Điều luật này ghi 3 trọng tội: thứ nhất, chống lại hòa bình; thứ hai, tội ác gây ra trong chiến tranh; và tội chống lại nhân loại. Mà thấy khủng khiếp chưa? Tội chống lại hòa bình, rồi cái tội ác gây ra trong chiến tranh, và cái tội kinh khủng khiếp nữa là cái tội chống lại nhân loại. Như vậy thì rõ ràng rằng là cái tòa án Nam Bợt năm 1945 đã kết tội Đức Quốc xã là như vậy, kết tội như vậy. Thì một lát nữa chúng ta phân tích coi cái chủ nghĩa khủng bố nó tội ác còn tày trời hơn cái chủ nghĩa quốc xã như thế nào. Tày trời hơn nhiều, gấp 10 lần. À, đương nhiên cái bọn khỉ khỉ đít đỏ này nó lúc nào nó cũng lên án là cái Đức Quốc xã. Đã. Nhưng mà tội ác của nó cũng gấp 10 lần người ta đó. Nếu căn cứ vào điều luật thứ 6 này thì Lê Khỉ Chúa Tể và Sa Khỉ Chúa Tể cũng như tất cả các cái tà quyền khủng bố khỉ đít đỏ nó đã gây ra tội ác đều phải bị kết án. Nếu chúng ta căn cứ vào cái điều 6 này, tất cả Lê Khỉ Chúa Tể cũng phải đem ra biêu đầu, Sa Khỉ Chúa Tể, Mao Khỉ Chúa Tể, Bả Chó Khỉ Chúa Tể và Kim Khỉ Chúa Tể cũng phải đem ra để mà kết án nó, kết tội nó, chứ phải để cho nó nhẫn nhơ, để cho nó tự xưng nó là tủ lạnh vĩ đại, vĩ đại mà nói lái thành đĩ dại đó các bạn. Gì đây bạn, cầm máu què lên nói gì nữa đây? À, cảm ơn các anh chị đã comment. Theo cái điều luật thứ 6A thì các cái hành động như là chỉ đạo, sửa soạn và theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lăng hay tiếp tay vào các cuộc chiến tranh vi phạm các thỏa ước quốc tế đều bị ghép vào tội chống lại hòa bình. Như vậy thì Sa Khỉ Chúa Tể phải bị kết án các bạn. Phải bị kết án. Bởi vì sao? Bởi vì cái thằng Sa Khỉ Chúa Tể này nó đã bí mật, nó ký một cái hiệp ước với lại Đức Quốc xã. Như vậy, nó ký hiệp ước vào cái ngày là 23 tháng 8 và cái ngày 28 tháng 9 năm 1938, để mà lúc này nó rảnh tay ở hai cái mặt trận là phía Đông và phía Tây. Hai hiệp ước này đã khởi đầu cho cái đệ nhị thế chiến. Như vậy rõ ràng là thằng Sa Khỉ Chúa Tể nó đã đi đêm với lại Đức Quốc xã. Rõ ràng rằng nó đang là gì? Nó đang là tiếp tay cho cái cuộc chiến tranh. Thấy chưa? Tiếp tay cho cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh này là vi phạm các thỏa ước quốc tế. Như vậy thì cái thằng Sa Khỉ Chúa Tể này nó phải được bị ghép vào cái tội gọi là tội chống lại hòa bình. Rõ ràng là như vậy. Vậy mà cái thằng Tố Khạp là một con chó Tố Khạp. Con chó Tố Khạp này nó từng lên làm giữ một cái chức gọi là cái chức tưởng thú, phó tưởng thú các bạn. Nhắc lại, cái con chó Tố Khạp này nó từng giữ một cái chức phó tưởng thú. Đó. Thì thằng Tố Khạp này nó xúc vật ở cái chỗ là nó chỉ đạo in ra một cái tờ tiền. Cái tờ tiền này có mệnh giá là 30 đồng bả chó tệ. Các bạn thấy nó ngu sửng chưa? Trên thế giới không bao giờ có cái chuyện mà ra cái tờ 30 đồng. Người ta là 1, 2 năm. Rồi bắt đầu 10, 20, 50. Rồi bắt đầu 100, 200, 500. Đó. Làm gì có cái tờ 30 đồng. Chỉ có cái bọn khỉ đít đỏ ngu sẩn của băng đảng cướp sản, của tà quyền độc tài xúc vật, của khủng bố đỏ, đầu bò óc chó, bưng mưu, nó mới nghĩ ra cái tờ này thôi.
cái thằng tốt khạc này nó viết một cái bài thơ đó. Nó bài thơ nó khóc thương khi mà cái thằng ta khỉ chú tẩy nó bị chết, nó lên bàn thờ nó ngồi. Thật ra không phải nó lên bàn thờ mà nó lên bàn chửi à. Tức là không ai thờ cái con khỉ mà gọi là ta khỉ chú tẩy đó. Cho nên nó không phải lên bàn thờ nó ngồi mà nó lên bàn chửi nó ngồi. Người ta đem nó ra người ta chửi nó đó. Thì khi mà cái con ta khỉ chú tẩy này nó lên bàn chửi, thì cái con thằng tốt khạc này, cái con chó tốt khạc này, nó viết một cái bài thơ để mà nó bưng bô nó khóc. Nó kêu là ông sta khỉ ơi, ông sta khỉ thương cha mẹ một mà thương ông gấp 10. Thật rồi, nó nói nó thương cha mẹ nó một mà nó thương cái thằng sta khỉ chú tẩy này gấp 10. Chó lắm, không biết nó ăn cứt cứt ở đâu ra mà nó điên như vậy. Rồi, hai hiệp ước này đã khởi đầu cho đại nhị thế chiến. Ngoài ra khi sta khỉ chú tẩy còn ngoài ra là sta khỉ chú tẩy còn vi phạm vào cái tội là giúp khí giới cho quốc gia thành con dòi để mà đem quân xâm lấn Nam Triều Tiên à, quốc gia thành con dòi đó các bạn, dưới cái sự cầm đầu của gọi là kim khỉ đích đỏ, kim khỉ chú tẩy à, để mà đi xâm lược Nam Triều Tiên. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, sta khỉ chú tẩy cũng đã xô quân tiến chiếm Phần Lan vào ngày 30 tháng 9 năm 1939. Đó. Rồi sta khỉ chú tẩy đã chỉ đạo cho các băng đảng cướp sản đàn em của nó mở các cuộc chiến tranh phá hoại một số quốc gia khác. Như vậy rõ ràng rằng là tội ác của thằng sta khỉ chú tẩy, của cái con khỉ này là vô cùng kinh khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Còn tại Afghanistan thì sta khỉ chú tẩy đã vi phạm vào cái điều luật thứ 6A. Đó là khi nó đưa quân vào giúp cho cái băng đảng cướp sản ở cái đất nước Afghanistan, và băng đảng cướp sản ở đất nước Afghanistan này cướp chính quyền vào ngày 27 tháng 12 năm 1979. Nó mở đầu cho cuộc chiến kéo dài cho đến ngày nay vẫn chưa kết thúc. Đó, làm cho dân chúng ở Afghanistan điêu lưng điêu đứng bởi vì cũng cái tội ác của sta khỉ chú tẩy khốn nạn. Mặc dù là cái bọn khỉ đích đỏ hình ở ngoài đất nước hình cái xô này nó đã rút lại, nó rút từ năm 1989 và đến năm 1991 thì nó sụp đổ, cái chủ nghĩa khủng bố của nó đã bị sụp đổ. Nhưng mà sao? Nhưng mà nhân dân ở Afghanistan vẫn điêu đứng cho đến ngày hôm nay, cũng tại vì cái tội ác tày trời của sta khỉ chú tẩy gieo bao đau thương tan tóc cho dân tộc khác, tội diệt chủng dân tộc khác. Và tương tự như vậy, nó đã yểm trợ cho bả chó khỉ chú tẩy làm cho nhân dân ở quốc gia hình con Sun phải điêu đứng, và ngày hôm nay vẫn chưa thoát khỏi được cái nạn, cái quốc nạn, cái quốc nạn gọi là cái quốc nạn máu què, cái quốc nạn khủng bố đỏ. Đó là như vậy, kinh khủng, tội ác là kinh khủng tận trời như vậy. Còn cái điều luật 6B nêu ra các hành động vi phạm trong lúc chiến tranh, các điều khoản này đã được ghi rõ trong các bản giao ước quốc tế ra đời năm 1907 ở Hòa Lan. Nó bao gồm các điểm như sau: hành động ám sát đó, hành hạ ngược đãi, lưu đày khẩu sai, hành quyết các công tin, cướp bóc hay tước đoạt tài sản, tàn phá thôn xóm, hạ giá tiền tệ không có lý do chính đáng như nhu cầu quân sự. Tất cả những hành động này đều là những cái hành động mà chống lại loài người. Chúng ta nói từng hành động. Hành động ám sát đó, băng đảng cướp sản dưới sự cầm đầu của bả chó khỉ chú tẩy là chuyên gia đi ám sát những cái người mà đối lập, những người bất đồng chính kiến, ám sát hoặc là mượn đao giết người. Ví dụ như là nó đi tố cáo ông Châu cho Pháp, người ta biết là ông Châu ổng đang là bạo động, và nó đi tố cáo để mà Pháp người ta bắt ông Châu. Và thằng bả chó này nó đã nhận được 1,6 triệu đô la cho cái hành động mà tố cáo đó. Tố cáo cái người mà có quan điểm khác nó, để mà nó đặc quyền, nó ăn cướp. Không biết đâu. Rồi nó hành hạ, băng đảng cướp sản là chuyên gia hành đạn ngược đãi, lưu đày khẩu sai, bắt người ta đi bắt người ta đi đi tù, gọi là tù
tù lương tâm, tù nhân lương tâm, bắt người ta đi, xong bắt người ta phải làm việc cho nó. Mày làm việc đi, làm việc là được thay về sớm, còn không là ở tù mòn công cho con. Đó, bắt người ta làm việc, phải lưu đày khổ sai, vi phạm quyền con người một cách rất là trắng trợn trầm trọng. Hành quyết của con tin chưa bao giờ trong cái lịch sử của loài người mà người ta xử mà người ta không đem ra tòa án hết. Mà cái tòa án người ta là một tòa án, nó phải có luật sư, nó phải có đầy đủ, nó theo cái quy trình của người ta. Còn trong khi là cái tòa án súc vật, tức là cái băng đảng cướp sản, nó cũng bày ra một cái chỗ xử, gọi là cái chỗ mà để mà nó xử người ta, nó tự xưng là tòa án nhân dân, tự xưng là tòa án nhân dân, mà thật sự là nó là cái gì? Nó là cái nơi hành quyết, cái nơi để mà nó làm cái công việc đồ tể của nó. Rồi nó cướp bóc đã, cái chuyện cướp bóc này là kinh khủng khiếp nhất, kinh khủng khiếp nhất luôn các bạn. Cướp đất, du quan giáo họa cho người ta là địa chủ FO, xong rồi cướp, du quan cho người ta là cái gì, là gọi là cái gì đây, gọi là tiểu tư sản, tư sản mại bản, du quan giáo họa cho người ta rồi bắt đầu là ăn cướp tài sản của người ta, cướp vàng. Nó nói rằng là nó có, nó bắt người ta không, nó bắt người ta nó tử hình hoặc là nó bắt người ta nó đi tù, xong nó nói là vợ mày tao lấy, con mày tao sai, đồ mày tao xài, nó thằng nó mới nó mất dạy cho, nó nói là vợ mày thì tao tao quất, con mày tao sai, đó là con là trường hợp là con người ta còn nhỏ hoặc là con người ta là con trai đó. Còn nếu mà con người ta con gái là nó hốt luôn đó, con mày tao sai, đồ mày tao xài, nó mất dạy chưa, xung vật là như vậy, khỉ đến đỏ nó là như vậy đó các bạn. Khỉ mà khi mà khỉ mà nó lên nó cai trị loài người thì coi như là khủng khiếp lắm. Loài người ở đó thật sự nó nói là loài người cũng không khác gì xúc vật, bởi vì khi mà khỉ nó lên nó cai trị loài người là như vậy đó các bạn. Rồi chúng ta nói tiếp. Nó tàn phá các cái thôn xóm, nó đi đến đâu là nó đốt tới đó. Ví dụ như nó thắng thì nó chiếm, nó bằng nó quánh với pháp. Nó thắng thì nó chiếm, còn nó thua thì nó đốt. Nó đốt lên gì? Nó đốt cho sạch sẽ, nó đặt bơm, đặt mìn cho nổ banh chành nó ra, để mà khi mà pháp có quay lại thì cũng chẳng còn cái gì, nó tan nát hết rồi. Các bạn thấy đây là một cái lũ phá hoại, một cái lũ khủng bố, một cái lũ cầm đầu của cái băng vừa dốt mà vừa mất dạy, ăn cướp. Đi cướp chính quyền xong rồi tự xưng là gì? Tự xưng là chính quyền nhân dân, mà thật sự là gì? Nó ăn cướp chính quyền, nó cũng nói nó ăn cướp chính quyền mà. Tàn phá thôn xóm, rồi hạ giá tiền tệ. Trong cái lịch sử của các quốc gia hình con sun, nó đã bao nhiêu lần nó đổi tiền rồi, các bạn cứ lên Google các bạn sợ bao nhiêu lần nó đổi tiền rồi. Đây là gì? Đây là một cái hành động hạ giá tiền tệ mà không có lý do chính đáng, đúng không? Không hề có lý do chính đáng mà nó đi hạ giá tiền tệ. Có phải đây là một hành động ăn cướp không? Nó đã vi phạm vào cái điều luật quốc tế. Đó là cái điều luật quốc tế, cái giao ước quốc tế này là đã ký năm 1907 ở Hòa Lan. Đó, đây là cái tội ác. Mình đang phân tích hồ sơ tội ác của chủ nghĩa khủng bố. Đây chỉ là phần số 1 thôi. Nó có 50 phần như vậy đó. Nó khủng khiếp như vậy. Xa khỉ chúa tể đã cho thủ tiêu hầu hết các cái sĩ quan của quân đội Ba Lan bị bắt làm tù binh vào cuối năm 1939. Bạn thấy khủng khiếp. Trong cái lịch sử loài người các bạn, từ xưa giờ người ta bắt tù binh người ta, một là người ta giam ở đó, hai là người ta thả. Đó là sau một thời gian người ta thả hoặc là người ta giam đó. Không bao giờ người ta xử chết như là cái băng đảng cướp sản, cái chủ nghĩa khủng bố này hả các bạn? Là bởi vì sao các bạn? Nó bắt quá nhiều người. Bởi vì sao? Bởi vì quá nhiều người bất đồng chính kiến với nó. Khi mà người ta bất đồng chính kiến với nó thì nó bắt nhiều quá, nhiều tới mức độ nó không có nhà tù để nó chứa, không có nhà tù để nó chứa. Vậy thì làm sao? Nó không có nhà tù để nó chứa, nó bắt nhiều quá mà. Số người ta bất đồng chính kiến với nó nhiều dữ lắm, nhiều vô số kể. Và nó bắt
báo khủng khiếp. Nhưng mà cái điểm thúi của cái chủ nghĩa khủng bố này so với cái chủ nghĩa quốc xã thì cái điểm thúi là chủ nghĩa khủng bố điểm thúi hơn. Bởi vì khi chủ nghĩa quốc xã người ta giết người diệt chủng thì chủ nghĩa quốc xã nó chưa biết cách bưng bít thông tin và cái hành động diệt chủng của chủ nghĩa quốc xã nó đã được đưa tin trên thế giới. Còn trong khi cái chủ nghĩa khủng bố thì nó rất điểm thúi lắm, khi mà nó muốn hành quyết ai nó hành quyết trong bóng tối, nó đưa vô bóng tối để mà nó hành quyết, nó hành quyết cái số lượng nạn nhân của nó gấp 10 lần so với chủ nghĩa quốc xã, kinh khủng như vậy. Nhưng mà không có ai được phép quay phim chụp hình, thằng nào mà sớ rớ quay phim chụp hình nó bắn nát sọ, kinh khủng như vậy. Ở tại thành phố Katyn, khi mà người ta cho khai quật cái mộ chôn tập thể 4.500 tử thi các bạn, 4.500 tử thi kinh khủng khiếp chưa, thì mỗi tử thi đều có vết đạn sau óc, có nghĩa là nó bắt nhiều quá rồi, bây giờ không có nhà tù nhốt, mà nhốt thì cũng phải cho ăn, cho nên nó bắn đi cho rảnh nợ đó, hành động của nó là như vậy đấy. Cho nên báo cho các cái gọi là cái lực lượng tử vong và thất bại biết là các bạn đang phục vụ cho một cái chế độ khủng bố, một chế độ mang mọi rợ nhất hành tinh, nhất lịch sử loài người. Các bạn hãy đọc tài liệu đi và hãy tìm hiểu lịch sử đi, các bạn đừng có mà ăn phải bả cứt bả chó để mà các bạn đi phục vụ, bạn đang tiếp tay cho tội ác, bạn đang đồng lõa với tội ác, bạn có tội với lịch sử, có tội với người loài người, bạn có tội chống lại nhân loại, chống lại hòa bình, chứ không phải đơn giản đâu. Tội ác đó là rất là khủng khiếp. Khi chúng ta nhìn thấy tội ác mà chúng ta không nói thì chúng ta cũng đã phạm tội, đồng lõa đồng phạm đó. Ở đó mà các bạn tiếp tục, các bạn lên các bạn bưng mô cho tà quyền độc tài súc vật, bạn hãy mở cái não, cái bộ não của bạn ra ha, để mà bạn đọc lịch sử đây nè, 450 tử thi đều bị bắn đạn ở sau óc tại cái thành phố Katyn. Ngoài ra còn các cái vụ giết người trầm trọng khác cho đến giờ này không có mấy người biết, đó là các cái vụ tàn sát hàng trăm ngàn tù binh Đức ở các cái trại giam khổ sai từ năm 1943 cho đến năm 1945. Khỉ đít đỏ ở quốc gia hình cái xô tự xưng là Hồng Quân Xô đã hãm hiếp phụ nữ đó. Hãm hiếp phụ nữ Đức trên các phần đất mà Đức bị chiếm đóng các bạn, tức là khi đi chiếm đóng bên cái phần lãnh thổ của Đức thì nó bắt đầu là Hồng Quân hình cái xô, bắt đầu nó hãm hiếp phụ nữ. Đây là một cái tội ác kinh khủng chưa đó, tội ác tày trời mà thiên lý khó dung. Cái điều luật 6C ghi các cái tội chống lại nhân loại, nó gồm các cái hành động như sau. Thứ nhất là cái hành động tàn sát đó, mà rõ ràng rằng là mang kỹ chúa tể là cực kỳ là tàn ác, đẫm máu tàn sát đó, rồi tiêu diệt, biến người ta thành nô lệ, bắt người ta đi lưu đày, ngược đãi vì lý do chính trị, kỳ thị chủng tộc hay là tôn giáo đó, nó đàn áp tôn giáo đó. Cái băng đảng cướp sản ở quốc gia hình con Sun với sự cầm đầu của bả chó khỉ chúa tể đàn áp thiên chúa giáo, đây là tội ác tày trần. Trong bản cáo trạng tại tòa án Nam Bờ, tổng biện lý Francois de Mantin đã nhấn mạnh cho tính chất ý thức hệ của các tội ác này như sau. Ông ta cho rằng là tất cả các tội ác đã gây ra cho một khối đông đảo quần chúng là một cái tội ác chống lại tư tưởng. Ông ta nói lên một cái chủ nghĩa nó đã chối bỏ, tôi muốn nói lên một chủ nghĩa đã chối bỏ tất cả các cái giá trị lương lý của nhân loại, tức là những cái giá trị lương lý mà lịch sử nhân loại đã để lại, thì cái chủ nghĩa khủng bố với cái sự cầm đầu của khỉ chúa tể thì cái loài quỷ đỏ này nó đã chối bỏ tất cả những cái giá trị lương lý của nhân loại, không còn lương tri, không còn đạo đức, không còn lương thường đạo lý, đây không còn là một con người nữa mà là những con quỷ đội lốt người. Vậy thì lực lượng tử vong và thất bại hãy tỉnh ngộ đi, hãy trở về với nhân dân, hãy quay về với nhân dân. Những kẻ côn đồ tự xưng là công an, nhắc lại những kẻ côn đồ tự xưng là công an hãy quay về với nhân dân đó. Những kẻ đó là quân đội tự xưng là gọi là đang bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ nhân dân, hãy tỉnh ngộ và hãy quay về.
Tội ác chống lại tư tưởng là nguồn gốc của chủ nghĩa quốc xã. Ta chú ý là trong cái quyển Đường về nô lệ của tác giả Hayek cũng có nói cái chủ nghĩa khủng bố mà do cái bọn khỉ đít đỏ nó đã dọn đường cho chủ nghĩa quốc xã. Tôi nhắc lại một lần nữa, trong cái quyển Đường về nô lệ thì tác giả Hayek đã nhấn mạnh rằng chính cái chủ nghĩa khủng bố nó đã dọn đường cho chủ nghĩa phát xít. Đã như vậy thì cái tội ác chống lại tư tưởng của cái bọn khủng bố này nó là nó sao, nó đã gieo mầm cho cái tội ác chống lại tư tưởng của quốc xã, chính nó đã gieo mầm cho chủ nghĩa quốc xã. Nhắc lại, tội ác chống lại tư tưởng là cái chủ nghĩa kỳ thị, kỳ thị chủng tộc. Đây không phải là một cái tai nạn rủi ro, mà nó không phải là một sự việc tình cờ, mà trái lại nó là các hành động kỳ thị đã được nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng và được tổ chức trong khi thi hành. Chúng ta biết rằng là mọi cái hành động của Lê Khỉ Chúa Tể, Sa Khỉ Chúa Tể và ở quốc gia Hành Đồng Bò là Mao Khỉ Chúa Tể, đây là những cái hành động, những cái tội ác này đã được nghiên cứu, lên kế hoạch cẩn thận kỹ lưỡng và có kế hoạch được sắp đặt, chứ không phải đây là sự việc tình cờ hay là do tai nạn. Nó cố tình nó làm như vậy. Sau này mình sẽ phân tích kỹ hơn là tại sao nó làm như vậy. Rồi, xin chào các anh chị ha. Rồi, chúng ta nói tiếp. Các bản tuyên cáo của tòa án Năm Bơ nhấn mạnh đến một cái điểm chính của cái điều khoản chống lại nhân loại. Ta quyền thì nó tự xưng là chính quyền. Đó. Nó mạo danh là nhà nước. Nhắc lại nha, tà quyền nó tự xưng đó là chính quyền. Tại vì nó đi cướp chính quyền thì nó là tà quyền rồi. Nó tự xưng nó là chính quyền. Nó mạo danh là nhà nước và nó lạm dụng quyền lực để mà nó phục vụ cho cái chính sách và thi hành các cái tội ác của nó. Căn cứ vào cái điều luật này thì tất cả các cái hành động xảy ra dưới thời của Lê Khỉ Chúa Tể, Sa Khỉ Chúa Tể và tại các quốc gia nằm trong tay khủng bố đỏ đều phải bị kết án. Tất cả các lũ này đều phải bị kết án, đưa ra kết án. Và ta có lực đàng hoàng chứ không phải rằng là đang là nói bừa. Đấy, có lực đàng hoàng, mà lực đây là lực quốc tế đàng hoàng. Khủng bố đỏ nhân danh nhà nước, nhân danh một ý thức hệ để mà tiêu diệt hàng chục triệu người vô tội chỉ vì họ là quý tộc. Anh nói mày là quý tộc phải không, mày là quý tộc, mày là giai cấp cường hào ác bá, cho nên nó đem người ta ra nó giết để làm chi? Để nó cướp tài sản thôi. Thật sự là nó thấy người ta giàu có tiền, nó đem ra nó cướp. Nó nói mày là cường hào ác bá, mày là địa chủ ác ôn, mày là tư sản mại bản, cho nên mày có tội với nhà nhân dân. Mày gọi là cái gì, gọi là chống lại nhân dân. Cho nên nó đem người ta ra nó chặt, nó đem người ta ra nó giết để nó ăn cướp. Đây nó ăn cướp rất là trắng trợn, mà nó không phải giết một người, nó giết hàng chục triệu người vô tội chỉ vì họ là quý tộc, chỉ vì họ là cái thành phần trung lưu, chỉ vì họ là trí thức, chỉ vì họ là địa chủ. Bạn thấy không? Trung lưu nó giết luôn, trí thức giết luôn. Đó, chỉ những thằng nào mà chịu khó bưng bô cho nó thì nó để cho sống, còn trí thức là nó giết hết, giết hết. Tội ác chống lại nhân loại, chúng ta nói về tội ác chống lại nhân loại ha. Ngoài cái tội diệt chủng do Thái, do Đức Quốc xã gây nên, thì ngày 9 tháng 12 năm 1948 Liên Hiệp Quốc đã xác nhận như sau, đó là Đức Quốc xã đã giết hại, vi phạm tinh thần hay thân thể, cưỡng ép từ bỏ cái điều kiện sinh sống để mà dần dần bị tiêu diệt đối với một nhóm dân, một sắc dân hay một tôn giáo đều bị ghép vào tội chống lại nhân loại. Bộ luật hành mới của Pháp đã định nghĩa từ diệt chủng rộng rãi hơn, đó là thỏa hiệp đưa đến tiêu diệt một phần lớn hay toàn thể một khối người, một sắc tộc, một giai cấp trong xã hội hay một tôn giáo. Đó, cái này là thằng Sa Khỉ Chúa Tể là dính nè. Nếu một người, tại vì nó đi ký hiệp ước với lại Đức Quốc xã, nếu một người bị giết vì lý do đã được sinh ra trong giai cấp xã hội nào đó, một sắc dân hay một tôn giáo đều bị coi như là tội ác chống lại nhân loại. Đó, giết người ta vì người ta sinh ra vào giai cấp đó, nó giết mày là con của là cường hào ác bá, cho nên tao giết mày. Nó nói như vậy đó bạn, nó nói như vậy đó.
Rồi quá vô lý đi. Đó. Rất là vô lý. Cho nên nó là phạm vào cái tội chống lại nhân loại. Bây giờ là một cái câu chuyện lịch sử các bạn. Mình xin phép mình uống nước tí nha các bạn. Xin phép uống nước nha các bạn. Anh Vinh Đoàn nói là nó giết rồi nó khóc, nó xin lỗi cả. Nó giết người xong nó lên, nó rớt cái giọt nước mắt cá sấu của nó. Nó khóc. Nó nói đây là sai lầm. Cho nên nó xin lỗi. Giết người xong mà xin lỗi được hả? Giết người là phải đền mạng. Đúng không? Giết người xong nó lên, nó giả bộ, nó khóc. Nó lấy giấy, lấy khăn giấy, nó chùi chùi. Nó làm như nó xúc động vật lắm. Nó xúc động vật quá, nó khóc các bạn. Nhìn cái mặt của nó là mặt gian. Mặt gian đó. Mà người ta có cái bài hát như vậy nè bạn. Bài hát là gì? À, bài hát là đờ mờ mày hay gì? Đờ mờ mày bả chó hồ ly dâm ô, đờ đờ mờ mày bả chó trong quân đàn bà đó. Người ta hát như vậy đó các bạn đó. Đó. Ái quốc cái quần, ái quốc ái cái máu què. Đó là như vậy đó. Ái cái máu què đó. Rồi bây giờ mình nói một cái câu chuyện lịch sử nha. Đó là một cái con khỉ đít đỏ cầm đầu. Cái này là câu chuyện nó có thật. Một cái con khỉ đít đỏ cầm đầu, người ta kể lại đó các bạn. Hả? Những nhân chứng người ta kể lại đó. Con khỉ đít đỏ cầm đầu này, con khỉ đít đỏ nó tự xưng nó là chỉ huy, mà thật sự nó là một cái con khỉ cầm đầu thôi. Đã. Nhưng mà nó tự xưng nó là chỉ huy. À. Nó cầm đầu một cái băng đảng rình rập. Cái băng đảng này là chuyên gia rình rập để mà mắc lẻo. Đã. Nhưng mà cái băng đảng này nó đặt cái tên cho nó một cái tên rất là mỹ miều. À. Tức là nó là gì? Nó là băng đảng rình rập và mắt lẻo. Nhưng mà nó được đặt một, nó tự đặt cho nó cái tên rất là mỹ miều. Đó là gì? Đó là cơ quan tình báo chính trị. À, cơ quan tình báo chính trị. Mà thật sự là gì? Thật sự là băng đảng rình rập và mắt lẻo. À, thì cái băng đảng này đó là ở đâu? Ở đất nước hình cái xô. Thì cái con khỉ này nó có tên là khỉ ghẻ đít đỏ. Tức là cái khỉ đít đỏ mà nó còn bị ghẻ nữa. Gọi là khỉ ghẻ đít đỏ. Đó. Có ghẻ các bạn, ghẻ đít đỏ nó đó. Ngày 1 tháng 11 năm 1919 thì con khỉ ghẻ đít đỏ này nó đã ra lệnh cho một cái con khỉ đít đỏ côn đồ đó. Con khỉ đít đỏ côn đồ này là nằm dưới quyền của nó. Đương nhiên con khỉ đít đỏ côn đồ này nó tự xưng là côn an. Tự xưng là côn an mà thật sự nó là khỉ đít đỏ côn đồ đó. Chứ không phải là côn an đâu. Thì nó ra lệnh cho con khỉ côn đồ này là tìm bắt những người thuộc giới trung lưu. Bắt những người trung lưu các bạn. Mà không cần là cứu xét đến cái tội lỗi. Cứ trung lưu là mày bắt cho ta. Không cần biết nó tội gì hết. Đó các bạn thấy không? Nó ra lệnh một cách rất là bừa bãi. Cứ trung lưu là mày lụm về đây cho tao. Không cần biết nó có tội gì hết, lụm về đây. Nó là như vậy. Đó. Tìm bắt những người thuộc giới trung lưu mà không cần là cứu xét tội lỗi. Câu hỏi đầu tiên mà nó đặt ra đó giới là khi mà nó bắt người, anh thuộc thành phần nào? Anh thuộc thành phần nào? Nếu mà trung lưu lụm về à, hết chuyện. Không cần biết tội gì hết. Tội, ê, tôi tội gì bắt tôi? Mày trung lưu cho nên mày có tội. Bạn thấy nó khốn nạn chưa? Mày trí thức cho nên mày có tội. Bạn thấy nó khốn nạn chưa? À, mày địa chủ cho nên mày có tội. Nó quá ư là khốn nạn. À. Rồi, à, gốc gác à, anh từ đâu? Nó hỏi gốc gác người ta, nó hỏi thành phần của người ta. À, trình độ học vấn như thế nào? Nếu mà mày học cao quá, tức là mày trí thức là mày có tội, tao lụm về. À, tức là cái bọn khỉ đít đỏ này nó chỉ chơi với lại là lũ chó thôi. À, cho cái lũ khỉ của nó thôi. Ai mà học nhiều quá là nó lụm về. Nghề nghiệp của mày là gì? À, bắt hết. À. Và chính Lê Khỉ Chúa Tể các bạn, Lê Khỉ Chúa Tể và cái đám thân cận của hắn ta cũng không dung thứ cho những người bất đồng chính kiến. Những người nào bất đồng chính kiến của Lê Khỉ Chúa Tể là Lê Khỉ Chúa Tể nó xử đẹp. Thì y như sau này là coi như hậu duệ của Lê Khỉ Chúa Tể là cái thằng bả chó Khỉ Chúa Tể, là cái thằng này nó cũng xử đẹp tất cả những người bất đồng chính kiến. Thậm chí rằng là người ta không bất đồng chính kiến với nó đâu, người ta đưa cho nó chơi đó. Cái đâu bất đồng chính kiến đó đâu, đưa cho nó chơi, thậm chí đẻ con cho nó nữa. Nó chơi xong giết à, chơi xong dông mà dông không được thì giết à, tại vì có nhiều người nó chơi xong rồi bắt cưới à, bắt hên nó, tại vì đẻ nó rồi, đẻ nó con rồi à, bắt là anh cưới em đi đó, anh cưới kêu cưới đi, nó không cưới à, nó giết luôn, nó gọi là chơi xong giết đó. Là như vậy, bả chó Khỉ Chúa Tể nó là như vậy. Nó xây dựng hình ảnh nó là gì? Nó là cha già áo dâm
nó xây dựng hình ảnh, nó là cha già cộng đồng, để cho người ta thần thánh nó, người ta thờ nó, ta kêu nó là Bồ Tát, người ta kêu nó là Bồ Tát nó mới chịu, kêu nó bằng là cha già cộng đồng nó mới chịu, mà thật sự nó là cha già ấu dâm, nó dâm dữ lắm. Rồi thật ra nó học theo Lê Khỉ Chúa Tể đó các bạn, nhưng mà nó nếm thúi hơn Lê Khỉ Chúa Tể nhiều, nếm thúi hơn nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là nó dụ được nguyên một cái dân tộc, nó dụ được nguyên một cái dân tộc, mà cuối cùng là sao? Cuối cùng là nó đã dâng nguyên một cái đất nước cho cái quốc gia hình đồng bọ, nó dụ. Đó, thì những cái đối thủ chính trị của Lê Khỉ Chúa Tể là bị tiêu diệt hết. Hành động diệt chủng của cái nhóm khỉ đất đỏ ở đất nước hình cái xô thực sự là đã tiến hành từ năm 1920, khi mà họ cho giải thể cái nhóm dân là Cosabret. Đàn ông thì đem ra xử bắn hết, người già phụ nữ trẻ em thì bị đi lưu đày, làng mạc nhà cửa thì nó đem nó đốt hết, đốt phá hủy hết. Trong những năm 1930-1932, công tác giải thể nhóm dân Cosabret mạnh mẽ và toàn diện hơn. Sa Khỉ Chúa Tể sử dụng bộ máy tuyên truyền trong nước cũng như là bên ngoài về cái việc là kết án xử bắn, đưa đi lưu đày những ai mà chống lại cái lệnh tập thể hóa. Đó, các bạn thấy cái chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa tập thể là một chủ nghĩa điên khùng, một chủ nghĩa tào lao, một chủ nghĩa xạo. Tức là tài sản của bạn, nó nói bây giờ mình tập thể hóa cái tài sản này đi, nhưng mà ai quản lý? Do băng đảng khủng bố quản lý. Tại vì khi mà nó tập, nó nói rằng cái này là mình tập thể hóa nó, quốc hữu hóa nó, sở hữu toàn dân, nhà cửa của bạn, tài sản của bạn, nó nói này là tài sở hữu toàn dân. Sở hữu thì ai quản lý? Sở hữu toàn dân mà, ai quản lý? Băng đảng cướp sản quản lý, khủng bố quản lý, khỉ đất đỏ quản lý. Có phải đây là hành động ăn cướp hay không? Hành động ăn cướp trá hình với lại là cái từ mỹ miều, đó là sở hữu toàn dân. Mà thật sự đó là gì? Đó là một cái hành động ăn cướp, ăn cướp trắng trợn. Sa Khỉ Chúa Tể đã sử dụng bộ máy tuyên truyền trong nước cũng như bên ngoài về việc kết án xử bắn, đưa đi lưu đày những ai chống lại cái lệnh, ai mà chống lại cái lệnh mà gọi là tập thể hóa của nó là nó bập hết, nó thống trị hết. Và khi mà số lượng người bất đồng chính kiến cao quá, người ta lên án phản đối nhiều quá thì sao? Nó ra lệnh đóng cửa tất cả những cái gọi là tờ báo. Đã, nó quốc hữu hóa các cái tờ báo luôn. Mà thật sự không phải là quốc hữu hóa, mà thật sự là gì? Mà thật sự là nó bịt miệng, nó bịt miệng tất cả những cái người làm báo. Tuy rằng những người đưa đi lưu đày không bị giết ngay lập tức, nhưng với các điều kiện lao động vô cùng cực khổ, khổ sang trong điều kiện thời tiết giá lạnh của mùa đông ở vùng Bắc Tây Bá Lợi Án, thì chẳng còn được bao nhiêu người sống sót. Cho đến nay, con số tử vong chưa được chính thức đưa ra, nhưng mà phải kể đến hàng trăm ngàn người. Đó, đây là tội ác của là Sa Khỉ Chúa Tể đó. Trong cái vụ nạn đói ở vùng Ukraine vào năm 1932-1933, và những vụ chống tập thể hóa đã có đến trên 6 triệu người đã chết. Và thấy khủng khiếp chưa? Nó cố tình nó gây ra cái nạn đói. Cái nạn đói mình sẽ phân tích sao, tại sao nó gây ra nạn đói. Nhưng mà là do nó chủ mưu, nó cố tình nó gây ra nạn đói đó. Thằng Sa Khỉ Chúa Tể nó đã gây ra đó. Để làm gì? Để cho 6 triệu người phải chết. Đó. Tại vùng này đã diễn ra hai hình thức diệt chủng. Thứ nhất là diệt chủng giai cấp và diệt chủng sắc dân. Quốc xã Đức đã sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để mà tiếp thiết lập các phòng hơi nghẹt và lò thiêu để mà giết dân Do Thái. Trong khi khủng bố đỏ nó sử dụng vũ khí đối để mà tiêu diệt các sắc dân, như vậy rõ ràng ta thấy rằng là Đức Quốc xã đã dùng hơi nghẹt để giết người, giết dân Do Thái. Đã. Thì Đức Quốc xã bị lên án, tại vì người ta phát hiện mày dùng cái hơi nghẹt để mày giết người. Còn cái đám mà khủng bố đỏ này nó lưu manh hơn, nó điếm thối hơn, nó không có chơi cái chiêu đó. Bởi vì chơi chiêu đó người ta biết. Đã. Cho nên nó cố tình nó gây ra nạn đói, thì nó giết lần giết mòn, cuối cùng nó đổ thừa cho thiên tai, nó đổ thừa cho mất mùa,
nó đổ thừa cho là những cái nguyên nhân khác đó, nó đổ thừa. Cho nên mới nói rằng là chủ nghĩa khủng bố này nó điếm thúi hơn cái chủ nghĩa quốc xã là như vậy. Khủng bố đỏ nó tìm đủ mọi cách để kiểm soát lương thực. Đây nè, đang nói vấn đề nè, nó kiểm soát lương thực, nó kêu người ta hãy là bán lương thực cho nó trưng thu đó các bạn, nó dùng từ trưng thu đó, nó đi thu mua, nó nói là nó đi thu mua. Nhưng mà khi mà người ta đưa giao nộp thóc gạo cho nó viết cho cái tờ giấy đã nhận bao nhiêu đây đó. Như vậy cái phiếu của nó không phải là tiền, nó không phải nó mua và nó trả lại bằng tiền, mà nó viết lại là gì, nó viết lại là giấy nợ đó, đã thu mua đó, 10 tấn chẳng hạn rồi sao đó. Đó là cái giấy của nó đó. Vậy đây là ăn cướp rồi còn gì nữa đó. Chúng chỉ phân phối lương thực cho các phần tử nào mà chúng thấy xứng đáng, có nghĩa là thằng nào chịu khó bưng bô, thằng nào mà nằm trong cái lực lượng tử vong và thất bại thì nó cho gạo ăn đó. Bây giờ đói quá rồi, đói khổ dữ lắm rồi, cho nên sao, một là mày chết, hai là mày đi bưng bô, thì cuối cùng là cái lực lượng tử vong đã thất bại nó chấp nhận đi bưng bô để nó có cứt nó ăn, nó phải bưng nó mới có cứt ăn. Còn nếu không bưng thì đói thì sao, nó cố tình nó gây ra nạn đói để cho người ta phải đi bưng bô mà. Bạn thấy súc vật chưa? Rồi ở cái quốc gia hình con giun đó, cái thằng bả chó nó cố tình nó gây ra nạn đói rồi nó đổ thừa cho Nhật, nó đổ thừa cho là Nhật là không cho dân trồng trồng lúa, Nhật bắt dân phải trồng đai trồng gai đó. Bạn thấy nó tào lao chưa? Mà thật ra nó đi ra cướp hết thóc của người ta đó. Nó bắt chước, nó học theo cái bài của gì, nó học theo cái bài của thằng Sa Kỷ Chúa Tể. Rồi cuối cùng thằng nào chịu khó bưng bô thì nó cho dạy hột lúa ngồi đó ăn, còn thằng nào không bưng thì mày chết. Bạn thấy chưa, cuối cùng nó đổ thừa cho Nhật, bạn thấy nó hay chưa, nó đổ thừa cho thiên tai, bạn thấy nó độc đáo chưa đó. Cái mức độ điếm thúi của nó là kinh khủng khiếp lắm đó. Cho nên không nghiên cứu cẩn thận tưởng đâu nó ngu, nó dốt, không đâu, nó điếm thúi vô cùng, nó là đỉnh cao của sự điếm thúi, đỉnh cao của sự chó đẻ, đỉnh cao của cái sự lưu manh đó, là như vậy. Chúng phân biệt giữa cái con người là nhóm này với nhóm khác, tình trạng đã dẫn đến nạn đói và làm chết hàng triệu người tại các cái nước bị khủng bố đỏ nó cai trị, chết hàng triệu người. Bản tổng kết đầu tiên về toàn bộ các cái tội ác được ghi như sau: trong những năm 1918-1922 có hàng chục ngàn con tin bị xử bắn và không được xét xử, hàng trăm ngàn công nhân và nông dân bị tàn sát vì là chống đối cái chính sách tập thể hóa của cái bọn khủng bố đỏ đó, tức là nó khủng bố, nó đưa ra chính sách gọi là tập thể hóa, quốc hữu hóa, sở hữu toàn dân, người nào chống lại là sao, tàn sát. Nạn đói năm 1922 đã làm cho 5 triệu người chết, kinh khủng chưa các bạn, 5 triệu người chết, hàng trăm người câu Sa Huét là sống quanh cái sông Don bị tiêu diệt, hàng chục ngàn người chết trong các cái trại tập trung vào những năm 1918-1930, hàng trăm ngàn phú nông trung lưu trí thức bị đưa đi lưu đày, 6 triệu người dân Ukraine bị chết đói trong năm 1932 và 1933, hàng trăm ngàn người thuộc các sắc dân Ba Lan, Ukraine đó, dân Bắc Âu, dân sống trong các cái vùng là Moldavia bị lưu đày trong những năm 1939 và 1940 và tái diễn trong những năm 1941-1945. Năm 1941 thì nhóm dân Đức nhưng là làm việc cho là quốc gia hình cái xô sinh sống dọc theo sông Volga bị lưu đày năm 1975 đến năm 1979, dân ở các thành phố cao nguyên bị lưu đày và bị thủ tiêu đó. Tiêu diệt từ từ dân Tây Tạng, tiêu diệt từ từ dân Tây Tạng là do ai, do các khủng bố đỏ quốc gia hình đầu bò nó chủ trương từ năm 1950, kinh khủng chưa đó. Tức là năm 1950 đó, là cái bọn khủng bố đỏ đó, dưới sự cầm đầu của Mao Khỉ Chúa Tể dẫn quân tiến vào Tây Tạng để mà cướp xâm lược đó. Rồi bắt đầu là sao, bắt đầu là thủ tiêu từ từ dân Tây Tạng, tiêu diệt từ từ, diệt chủng dân Tây Tạng đó, kinh khủng khiếp lắm. Cho tới nay người ta tính chưa tính hết cái tội ác mà do Lê Khỉ Chúa Tể, Sa Khỉ Chúa Tể và Mao Khỉ Chúa Tể nó gây ra, và các tội ác này cũng tái diễn dưới bàn tay của Mao Khỉ Chúa Tể, Kim Khỉ Chúa Tể và Pol Pot, cũng như là bả chó Khỉ Chúa Tể. Lịch sử cho chúng ta thấy tội ác diệt chủng không phải là tội ác độc quyền của Đức Quốc xã đâu các bạn. Lưu ý nhắc lại một lần nữa, tội ác diệt chủng không phải là tội ác độc quyền của Đức Quốc xã. Đức Quốc xã chỉ là đàn em mà thôi. Tội ác kinh khủng khiếp nhất, tày trời nhất là tội ác của cái băng đảng cướp sản khủng bố Khỉ Đít Đỏ. Đó. Cái bọn này nó ác gấp
là 100 lần, gấp 100 lần so với đức quốc xã. Ngoài ra các tội ác phá vỡ phẩm giá của con người, nó phá vỡ phẩm giá của con người luôn các bạn, nó làm cho người ta bị lưu manh hóa đi, nó làm cho người ta là chỉ biết sủa tiếng chó thôi chứ không còn là nói tiếng người nữa. Điển hình là cái lực lượng tử vong và thất bại nó chỉ còn biết sủa tiếng chó thôi chứ nó không nói tiếng người nữa. Và khi người nào lên livestream nói ra cái sự thật là nó vô nó sủa, nó nhảy cẩn lên nó sủa. Năm 1987, bộ hình lực của Gia Na Đại Kara nó tu chính các điều 3.76 và 3.77 ghi các điểm thuộc các tội ác chống lại nhân loại thì gồm có mưu toan chống lại loài người, tâm phạm cũng là tội ác, rồi khuyến khích giúp đỡ để mà thực hiện các tội ác chống lại nhân loại, âm mưu và tâm phạm sau khi đã xảy ra sự việc. À, vậy mà trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến năm 1950, những con khỉ đích đỏ trên thế giới đã hô hào cổ vũ cho hai cái con khỉ gây tội ác, đó là ai? Đó là Lê Khỉ Chúa Tể và Star Khỉ Chúa Tể. Từ năm 1920 đến năm 1950, 30 năm trời, những con khỉ đích đỏ trên toàn thế giới, nhắc lại những con khỉ đích đỏ trên toàn thế giới, nó cổ vũ, nó tung hô, nó cổ vũ cho ai? Cho Lê Khỉ Chúa Tể và Star Khỉ Chúa Tể. Một trong những cái con khỉ đích đỏ mà tung hô cho Star Khỉ Chúa Tể đó là cái thằng Tố Khảm, mà nó từng làm cái chức phó tưởng thú. À, không khiếp như vậy. Hàng trăm ngàn người tham gia vào phong trào khủng bố đỏ quốc tế. Và trong những năm 1950, 60 và 70, hàng triệu người sùng bái Mao Khỉ Chúa Tể. Hàng triệu người đã sùng bái là cái con Mao Khỉ Chúa Tể đó các bạn. Thậm chí có một cái thằng doanh nhân kia, nó dựng nên một cái tượng đài của Mao Khỉ Chúa Tể. Nó dựng nên một cái tượng đài. Còn đương nhiên là ở cái quốc gia hình mà con Jun, à, thì cái bọn tà quyền độc tài xúc vật nó dựng rất nhiều tượng đài của bả chó Khỉ Chúa Tể. À, nó dựng nhiều tượng đài của bả chó lắm các bạn. À, hàng triệu người luôn đó các bạn sùng bái là Mao Khỉ Chúa Tể của quốc gia hình đầu bò trong cái cuộc cải cách văn hóa gọi là trăm hoa đua nở. Và ngày nay còn có nhiều cái con khỉ đích đỏ đó. Ngày nay vẫn có rất nhiều khỉ đích đỏ, rồi dư khỉ viên đó. Mấy cái con mà dư khỉ viên đó các bạn, dư khỉ viên là mình nên khóa mõm nó lại. Nếu mà mình nói nó không nghe, mình nói nó mà nó không tỉnh ngộ thì nên khóa mõm nó lại đi đó. Những cái con khỉ đích đỏ nè, dư khỉ viên này nè các bạn, nó đi ca tụng, nó bưng bô cho là bả chó Khỉ Chúa Tể. Ngày nay nhiều người đã biết sự thật, nhiều người đã biết sự thật rồi, nhưng mà họ vẫn im lặng, họ vẫn không nói đó. Thì chúng ta biết rằng im lặng nó cũng chính là tâm phạm, im lặng cũng chính là tâm phạm các bạn. Nhiều người chấp nhận cái các cái cuộc thanh trừng diễn ra ở đất nước hình cái xô trong năm 1936, 37 và 38 theo cái lệnh của cái con khỉ là Star Khỉ Chúa Tể. Nó đưa ra cái lệnh thanh trừng, và nhiều người chấp nhận cái lệnh này lắm. Thì những kẻ chấp nhận này đều là tội phạm. Chính sự chấp thuận này là cái sự đồng lõa cho các vụ thanh trừng một cách toàn diện nó diễn ra tiếp sau đó ở quốc gia hình cái xô cũng như là ở các quốc gia khác. Và ngày nay ở quốc gia hình con Jun vẫn có tiếp tục những cái vụ thanh trừng như một trò cười, như một trò hề. Khủng bố đỏ đã dự phóng một cái xã hội tốt đẹp, nó nói rằng nó dễ đâu xã hội tốt đẹp lắm, trời ơi, tao nói của cải vật chất làm ra xối xả, nó làm ra xối xả luôn. À, ai muốn lấy nhiêu lấy, nó làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Nó đưa ra một cái xã hội vô cùng tốt đẹp, nó nói hay vô cùng hay luôn. Và những sao cái điều này đã làm mê hoặc những con khỉ ngây thơ. Và những con khỉ ngây thơ này đã nhập vào cái băng đảng cướp sản của nó, và nó trở thành băng đảng viên. À, những đứa ngu si đần độn, cầm thú chó đẻ bị ổi súc vật, đã tin theo những cái lời đường mật, tin vào một cái bánh vẽ, một cái xã hội tốt đẹp, một cái thiên đường xạo hết chỗ nói. Như những kẻ khốn nạn này đã gia nhập vào băng đảng cướp sẵn, đã chấp nhận làm là coi như dư khỉ viên, chấp nhận đi tham gia vào cái lực lượng khỉ tử vong và thất bại. Nhưng mà cái loài khỉ khủng bố đỏ này nó tước đoạt rất tất cả những cái trách nhiệm và quyền lợi của loài người. Từ khi loài khỉ cai trị loài người thì loài khỉ đã quyết định mọi việc. Loài người không còn quyết định được gì nữa. Loài người chỉ biết cun cút ngoan ngoãn nghe lệnh mà thôi.
Loài khỉ là thống trị loài người ở những cái quốc gia bị khủng bố đỏ nó cai trị. Những người bên ngoài, nếu là người bên ngoài cái quốc gia mà bị khủng bố đỏ cai trị các bạn, nếu như mà họ tốt bụng thì họ sẽ giúp những người đang sống trong cái xã hội mà bị khỉ đít đỏ, khỉ khủng bố nó cai trị. Ví dụ như là Mỹ đã từng dang rộng bàn tay để mà giúp đỡ cho nhân dân ở quốc gia hình con giun đó, tiêu diệt cái đám khỉ đít đỏ. Và Mỹ đã hy sinh tốt là 200 tỷ đô la vào thời gian đó. Nếu mà so với hiện tại thì 200 tỷ đô la nó cũng tương đương với lại 500 tỷ đô la bây giờ. Và chết hết 50.000 người để mà cứu giúp dân ở quốc gia hình con giun thoát khỏi cái quốc nạn, cái nạn gọi là cái nạn khủng bố quỷ đỏ. Thế nhưng mà do khủng bố quỷ đỏ này nó quá là điếm thúi, nó quá là khốn nạn, nó quá là xảo quyệt, mưu mô. Cho nên là Mỹ cũng phải bó chiếu, Mỹ phải bỏ chạy, bó tay luôn. Bởi vì sao? Nó quá điếm thúi, nó quá mưu mô, nó bất chấp mọi thủ đoạn, Mỹ cũng bó chiếu luôn. Như vậy thì những người tốt bụng thì họ sẽ giang tay giúp đỡ. Cũng có những người thờ ơ, họ nói này nè, kệ tụi bay ngu, tụi bay ráng chịu, đất nước của tụi bay không đấu tranh, tụi bay ngu, tụi bay ráng chịu, kêu ta làm gì. Ông Donald Trump đó, ổng nói là ổng lên làm tổng thống, ổng cam kết là ổng sẽ đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Ông chỉ cam kết đối với là nhân dân Mỹ, ông sẽ đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Mắc mớ gì ông phải lo cho cái đất nước hình con giun, người dân ở quốc gia hình con giun không tự lo cho mình, đi ngồi đó chờ ông Trump, chờ làm gì. Tụi bay không tự lo cho tụi bay, biểu tổng thống lo, tổng thống nước khác lo, vô lý. Rồi còn có một cái con mắm nó lên nó chửi ông Trump nữa. Con mắm này nó không có mặc áo ngực, nó thả rong hả, nó lên nó chửi ông Trump. Đó thì có phải đây là một cái hành động làm cho ông Trump hành động này đã làm cho ông Trump ổng còn ghét hơn nữa. Tao bay ngu hả? Tao bay ngu cho tao bay chết luôn. Mắc mớ gì tao phải giúp, tao bay chửi tao mà. Cho nên rõ ràng rằng là cái hành động của một cái con mắm mà nó dơ cái bảng nó lên, nó nói là nó sẽ đáy mà ông Trump, đó là một cái con mắm thúi, con điên, một con tâm thần. Cái con này là tội đồ. Con này đã làm cho ông Trump là ông bỏ mặt cái đất nước hình con giun luôn. Con mắm này cần phải bị lên án. Mắm thúi. Đó, như vậy thì các bạn, những cái người nào mà họ có tấm lòng, họ tốt bụng thì họ giang tay rồi họ giúp. Mà họ giúp không được, tao mày ngu quá thì tao bỏ, ráng chịu. Đó là như vậy. Còn những người mà đang sống trong cái chế độ độc tài khủng bố nó cai trị thì một là họ quá chán ngán và họ bắt đầu họ đấu tranh. Thì chỉ cái đó là số ít thôi, cái số rất là ít, ít ít dữ lắm, ít vô cùng ít, tức là họ chán ngán quá và họ không đấu tranh. Còn hai là gì? Họ chán ngán lắm mà họ cầu xin, tức là một là họ đấu tranh, cái thành phần thứ hai là họ không đấu tranh nhưng mà họ cầu xin, cầu nguyện, họ mong chờ, họ ngồi họ chỉ cầu nguyện thôi, họ không hành động gì cả, họ chỉ cầu nguyện, họ chờ thần, họ chờ một sự thay đổi, họ chờ đợi trong tuyệt vọng. Nhưng cái thành phần thứ ba đó là gì? Họ chán ngán lắm rồi nhưng mà họ chấp nhận, họ cam chịu, họ chấp nhận sống hèn, họ chấp nhận sống nhục, họ chấp nhận họ là coi như là sống một cách âm thầm lặng lẽ đó. Và họ sống rồi họ chết như những cái sinh vật mà không hề là có cái đóng góp gì hết, sống hèn, sống nhục, sống như một sinh vật sinh ra và chết đi. Đó là cái thành phần thứ ba. Và cái thành phần thứ tư đó là cái thành phần này nó đã chấp nhận, nó tự biến mình thành con khỉ đít đỏ luôn. Nó thấy bây giờ băng đảng khỉ đít đỏ đã lên ngôi và nó tấp chấp nhận, nó tự biến mình thành khỉ đít đỏ rồi. Sao nữa? Nó khi mà nó có cái mác nó là băng đảng viên của khỉ đít đỏ thì bắt đầu nó đạp lên đầu người khác, nó đạp lên đầu đồng bào của nó để mà nó kiếm được một cái chút cức gà. Một chút cức gà này do bọn khỉ khủng bố nó ỉa ra cho cái đám gọi là cái đám mà lực lượng tử vong và thất bại này nó ăn. Để gì cái lắm, lực lượng tử vong và thất bại này nó chấp nhận, nó trở thành băng đảng viên, nó trở thành một con khỉ đít đỏ đạp lên đầu đồng bào của nó để mà nó kiếm chức ra. Đó là như vậy. Những cái kẻ mà tình nguyện làm đầy tớ cho khỉ khủng bố, chúng ta nhắc lại, những kẻ nào mà nó tình nguyện làm đầy tớ cho khỉ khủng bố
Những kẻ này là tội phạm, bởi vì biết đây là băng đảng khủng bố mà vẫn tình nguyện làm đầy tớ cho nó. Đây chính là tội phạm. Khi chấp nhận làm gạch nối cho công tác tuyên truyền che giấu sự thật cũng là tội phạm. Sa kỷ chúa tể là một hiện tượng vừa mang tính chất bạo tàn của thời cổ Hy Lạp, cực kỳ bạo tàn của thời cổ Hy Lạp, vừa mang tính chất độc tài của phương Đông. Dưới cái thời Sô Hoàng, chúng ta nhắc lại nha, ở quốc gia hình cái Sô các bạn, dưới thời Sô Hoàng, mặc dầu nó cũng có những cái sự bắt bớ những người đối lập, nhưng mà người ta đem ra người ta xét xử đàng hoàng. Còn đối với dưới cái triều đại rực rỡ của Lê Khỉ Chúa Tể, thời đại rực rỡ của Sa Khỉ Chúa Tể, thì bắt những người bất đồng chính kiến đem ra giết luôn khỏi xử. Vậy thì rõ ràng rằng là cái đám mà gọi là Lê Khỉ Chúa Tể này nó đã cướp chính quyền của là Sô Hoàng. Đã. Vậy thì nó có chính nghĩa hay không? Người ta bắt người, người ta đem ra người ta xử. Còn nó bắt người đem ra nó giết luôn khỏi xử. Mà nó tự xưng, nó tự dỗ ngực, nó là có chính nghĩa, cướp chính quyền. Chúng ta đọc cái đoạn này. Dưới thời Sô Hoàng, dân chúng bị áp bức, Khỉ Đít Đỏ chiến đấu để mà chống lại cái chế độ Sô Hoàng. Nhưng một khi mà quyền hành nằm trong tay những con Khỉ Đít Đỏ thì sự áp bức còn kinh hoàng hơn cả thời Sô Hoàng. Sô Hoàng đưa những cái tù chính trị ra trước tòa án để mà Sô Hoàng xét xử, đúng lượt lại có một tòa án. Có nghĩa là sao? Có luật sư biện hộ cho tội nhân, có nhân chứng, có dư luận, có quần chúng. Còn đối với khủng bố đỏ thì không, các sự việc trên không hề xảy ra, đem ra nó giết luôn tại chỗ. Người tù trong chế độ Sô Hoàng hưởng đủ quy chế tù nhân. Nhắc lại, người tù trong chế độ Sô Hoàng, người ta vẫn hưởng đủ quy chế tù nhân. Người ta có quyền đọc sách các bạn, người ta có quyền viết thơ luôn các bạn. Người ta nếu như mà bị lưu đày thì người ta có quyền đi cùng với gia đình của người ta luôn các bạn. Đó. Vậy thì bây giờ cái chế độ Sô Hoàng nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái chế độ của khủng bố đỏ Lê Khỉ Chúa Tể và Sa Khỉ Chúa Tể đã gây ra. Người tù trong chế độ Sô Hoàng họ có quyền đi săn, đi câu cá, có quyền giúp đỡ tù nhân khác. Chính thằng Lê Khỉ Chúa Tể và Sa Khỉ Chúa Tể nó cũng đã từng ở tù, nó cũng đã từng bị lưu đày dưới thời của Sô Hoàng mà. Và chính cả hai cái con khỉ khốn nạn này nó đã có những kinh nghiệm, có rất nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh với thảm cảnh của thần Lê Khỉ Chúa Tể và Sa Khỉ Chúa Tể thì chẳng đáng vào đâu, chẳng đáng vào đâu. Thảm cảnh thần Lê Khỉ Chúa Tể khủng khiếp lắm. Từ năm 1888 đến năm 1917, nước Sô đã xảy ra rất nhiều cuộc rối loạn và bị đàn áp. Đã có 6.360 người đã bị kết án tử hình. Và trong số này có 3.922 người đã bị xử bắn. Nhưng so với là 4 tháng đầu tiên mà lên cấp chính quyền thì Khỉ Đít Đỏ đã xử tử nhiều hơn so với cái con số này. Xin nhắc lại là chỉ có 4 tháng đầu tiên thôi các bạn mà Lê Khỉ Chúa Tể lên cấp chính quyền thì bọn Khỉ Đít Đỏ này nó xử tử nhiều hơn cái con số mà từ năm 1888 đến năm 1917, tức là nhiều hơn cái con số là 6.360 người bị tử hình. Khủng khiếp chưa? Vào những năm 1920 đến năm 1940, khủng bố đỏ đã lên tiếng phản đối các cuộc khủng bố của chính quyền quân phiệt ở các nước khác. Nó giả bộ nó lên tiếng nó phản đối cái nước người ta để nó nói rằng nó có chính nghĩa. Bây giờ chúng ta thử xét xem những cái gì đã xảy ra ở Ý. Chế độ phát xít Ý nó có ngược đãi các cái nhà chính trị đối lập hay không? Trong năm 1935, nhà độc tài Mussolini đã bắt vài trăm đối thủ chính trị vào tù và có vài trăm người khác đã bị quản thúc tại các đảo. Người ta bắt có vài trăm người thôi các bạn, chỉ có vài trăm người thôi. Trên thực tế có vài ngàn người là lưu vong, vài trăm người bị bắt và vài ngàn người lưu vong. Đó là những gì mà thế giới đã kết án đã về cái tội của ông Mussolini. Trong khi người ta bắt có vài trăm người thôi, vài ngàn người lưu vong. Đó. Còn đối với Đức thì nhiều hơn. Đức thì nhiều hơn. Nhưng mà đối với khủng bố Khỉ Đít Đỏ thì nó còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Chúng ta nói về Đức. Trong thời kỳ là Thế chiến thứ hai, Đức Quốc xã đã ra tay đàn áp các thành phần chống đối họ, là như là các nhóm xã hội,
nhóm vô chính phủ và một số nghiệp đoàn Đức Quốc xã đã công khai đàn áp và bắt giam những người này. Từ năm 1933 đến năm 1939, Đức Quốc xã đã kết án và xử bắn 20.000 người. Đó là chưa kể con số bị bắn chết vì lý do không đủ tiêu chuẩn sắc tộc thuần túy, tóc vàng và da trắng. Những người bệnh tâm thần, tật nguyền hay già yếu đều bị bắn luôn. Hitler đã ra lệnh giết những người già, người bệnh tâm thần bằng hơi ngạt. Năm 1933 đến năm 1940 đã có 70.000 người chết vì hơi ngạt. Khi giáo hội lên tiếng phản đối thì chương trình dùng hơi ngạt mới ngưng hoạt động, và sau này nó lại rút kinh nghiệm và đã dùng tiếp tục dùng hơi ngạt để giết chết lớp người thứ ba, đó là người dân Do Thái. Đó là tội ác của Đức Quốc xã. Thoạt đầu có vài trăm người Do Thái bị giết, rồi sau đó là 35.000 người bị bắt giam vào các trại tập trung, và sau đó là bị đưa vào các trại tử thần. Khi tấn công vào đất nước hình cái xô thì quân Đức đã giết 15 triệu dân ở vùng chiếm đóng, có 5,1 triệu dân Do Thái, 3,3 triệu tù binh xô và 1,1 triệu thường dân đã bị bắt vào các trại tử thần. 8 triệu người bị cưỡng bức lao động khổ sai và 1,6 triệu người còn sống sót, còn sót lại trong các trại tập trung. Tòa án Nuremberg đã kết án tội phạm và đã công bố những tội ác mà họ đã gây ra. Sau cùng thì khi tiết lộ hành động diệt chủng, dân Do Thái đã làm cho lương tâm nhân loại xúc động. Tức là người ta kinh khủng khiếp nhất là tội án của Hitler. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta nói về tội ác của khủng bố đỏ nó như thế nào. Chế độ khủng bố đỏ đã giết hàng trăm triệu người so với 25 triệu người nạn nhân của Đức Quốc xã. Nhắc lại, Đức Quốc xã chỉ có 25 triệu nạn nhân thôi, là thế giới đã thấy kinh khủng khiếp. Trong khi là khủng bố đỏ đã giết hơn 100 triệu người, là con số mà tối thiểu người ta thống kê được. Ngoài ra có những nạn nhân khác, và cái tội hủy hoại về văn hóa, về lâu dài, về kinh tế, về cái sự lương tâm của con người đã bị hủy hoại rất nhiều thế hệ, là chưa nói tới. Với bản đúc kết này thì ít ra chúng ta cũng thấy được cái sự khác nhau giữa hai chế độ mà trong cái thế kỷ này. Năm 1945, Đức Quốc xã bị kết án là chế độ vi phạm quá nhiều tội ác trong thế kỷ, thì tội ác của khỉ khủng bố nó phải gấp 10 lần tội ác của Đức Quốc xã. Nên nhớ rằng đầu năm 1918, đầu năm 1918 thưa các bạn, thì Lê Khỉ Chúa Tể đã ra lệnh cho lưu đày các chính trị đối thủ. Vào năm 1933, Đức Quốc xã cũng áp dụng y như vậy. Như vậy rõ ràng rằng Đức Quốc xã là học trò của Lê Khỉ Chúa Tể. Đức Quốc xã nó chỉ là học trò của Lê Khỉ Chúa Tể mà thôi. Chủ nghĩa khủng bố đỏ là ông cứu nội của chủ nghĩa quốc xã các bạn. Khủng bố đỏ thế giới còn tiêu diệt toàn bộ một số dân bằng cách là bắt họ lao động khổ sai và từ từ họ chết. Với một mức độ kỹ thuật và gây tội ác, với mức độ và kỹ thuật gây tội ác cho một số quần chúng đông đảo và những con khỉ khủng bố đã khai trương áp dụng, thì sau đó là Đức Quốc xã chỉ học theo mà thôi. Vào các năm cuối thập niên 20, Lê Khỉ Chúa Tể đã cho ra đời chính sách tỷ lệ phân vùng. Cái chính sách này rất là kinh khủng. Nó nói rằng vùng này phải bắt lưu đày bao nhiêu người như thế này đây. Đó. Bao nhiêu người gọi là thuộc cái phe mà đối thủ của nó bắt. Có nghĩa là vùng này bao nhiêu người, ví dụ bắt 10% rồi vô hốt. Thì bây giờ những cái thằng cấp dưới nó chỉ cần nó hốt đủ người mà thôi. Thấy người nào đi ngoài đường hốt vô, hốt vô hốt cho đủ người thôi. Đó. Đây là một cái chính sách bắt người một cách khốn nạn của thằng Lê Khỉ Chúa Tể. Sau năm 1920 thì khỉ đỏ nó tự xưng là Hồng quân, đánh bại quân Hoàng gia, tức là cái quân của gọi là Xô Hoàng, quân gọi là Bạch quân, đã xảy ra các cuộc lùng bắt khủng khiếp các sắc dân địa phương Ba Lan và ba nước vùng quanh Baltic. Việc chuyên chở các người lưu đày trên các toa xe lửa dùng để chở súc vật đã được tái diễn tại các trại tập trung của Đức Quốc xã. Đó, nghĩa là sau này Đức Quốc xã chỉ học theo thôi các bạn, học theo thôi. Đó. Năm 1943, 1944, trong lúc là chiến tranh đang diễn ra khắp nơi, thì Sa Khỉ Chúa Tể thay vì cung cấp cho chiến trường thì ông ta đã dùng hàng ngàn con khỉ đít đỏ tự xưng là cán bộ, tức là thực ra là nó tự xưng đó là cán bộ nhưng mà nó là con khỉ đít đỏ, cùng cái băng đảng rình rập và mắt lẻo, tự xưng là cơ quan tình báo chính trị. Đó. Thì dùng những cái con khỉ đít đỏ này để làm gì? Để mà cùng với hàng chục ngàn toa xe lao vào cái công việc là chuyên chở các dân thuộc sắc tộc sống trong vùng là Caucasus để mà đưa đi lưu đày trong là vài ngày, nó bắt người ta đi lưu đày. Đối chiếu những gì đã xảy ra dưới chế độ Đức Quốc xã và dưới chế độ khủng bố đỏ thì chúng ta thấy là tác giả Hayek nói hoàn toàn không sai. Khủng bố đỏ là ông tổ, ông cố nội của chủ nghĩa quốc xã. Như vậy vừa rồi mình trình bày, mới trình bày thôi các bạn, mới trình bày phần 1
của cái hồ sơ tội ác của cái chủ nghĩa khủng bố. Cái hồ sơ tội ác của chủ nghĩa khủng bố này nó có khoảng tầm vài chục phần. Mới chỉ trình bày phần một thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.